Hiện tại tôi đang đứng ở trước Aeon Long Biên, đang đợi thằng bạn nó đến để chúng tôi có thể đi tiếp xuống Hà Nội. Lịch trình của hôm nay chắc chắn là sẽ xoay quanh cái việc đi mua truyện manga này, và buổi chiều chúng tôi sẽ đi leo núi nhân tạo ở SCC cơ sở Hà Nội, vì tôi cũng chưa đi lần nào nên là tôi cũng muốn xem cơ sở Hà Nội nó có cái gì mới ấy. Nam đến rồi. Hello Nam. Sup bro. Lâu không gặp. Well, giờ đi đây nhỉ. Chúng ta đợi Nam độ xăng một phát đã. Ông đừng hỏi tôi toán chứ. Tại sao chúng ta lại lên được đại học nhỉ? 25.000 nhân 25 quyển 625.000. I'm not gonna spend that much cho một cái bộ không bao giờ hết hàng. Làm chuyện as fuck. Mấy quyển mới bên này hết này. Lịch phát hành tháng 5. Đang ở đường Hùng Vương. Lấy cái quay đi, mày có tiềm năng làm nghịch cameraman đấy. Tại vì không biết ai mua mà chỉ là biết ở nhà có nhiều ấy, chẳng ngoài nữa. Thế là tốt rồi, sao hơi tệ. Đây hả? Ra đây đi. Ra đây đi. Tao cần mày ngồi về sau ấy. Thôi, cầm cam. Đi. Sao bé lắm mày. Sợ vai. Trông có cảm giác nó khí động học hơn một chút đấy. Ừ. Kiểu cái này kiểu giống kiểu info nhưng mà kiểu trông dáng nó kiểu hơi cổ điển ấy, trông đúng là kiểu hơi ấy, là hơi kén người ấy. Nhưng mà tôi thích dáng này phết. Cốp này thì kim loại các thứ. Kiểu, nhưng mà kiểu nó hơi bé một chút đấy. Ừ, hơi bé. Nhưng mà nếu kiểu lắp thêm 3 ga kiểu cái áo mưa là kiểu hở biếc thì ấy, ok. Xem một combo 21 và xem một cái bánh này thêm phô mai được không anh? Nghe nói là chip meal của cố gái mà ta khá lệ. Đây là chip meal, không phải chip đây. Bơ là kì, nó còn lâu lên. Ôi, đứng với anh em với nhau tất cả. Đứng ngoan ngoài ở bố nữa. Cút mẹ mày tát bố. Ai rồi? Điện cho ăn nào. Đã đói rồi. Sao rồi? Cứ ngồi đó nghỉ thoải mái đi. Hãy học tinh thần đi. Đi đâu, đi xe máy không đi được. Xong được rồi Thành ơi. Thả tí thôi, rôi tay ra tí. Ông đang tiếp kiểu gì đây? Tôi không biết túm vào đâu cơ. Cái đoạn dưới giữa cái chỗ xanh lá cây, nghiền xanh lá cây. Cái mũ đổ lại đít bên kia mà không có chỗ nào để trèo lên này. Kiểu tay tôi lúc đấy yếu quá rồi ấy, không thể bám được cái gì nữa. Đấy, đúng rồi, ok.
chạm chân vào, yeah. Có nên chết hay không? Yeah. Rồi, 2/3 rồi. Nhì Hải nhá, nó sẽ bật từ bậc 3 lên trên thiên đàng. Right, come on. Nhầm. Sao lại nói bạn đấy? Bác cua từ bậc 3 lên bàn thờ. Thằng mày giữ nguyên người béo được. Thế nào là cảm thấy mình ok, bắt đầu lên tiếp. Tao có chụp mày lúc mày trèo lên. Mà lúc tao bảo mày quay tao leo lên, mày quay thằng Duy Anh. Khốn nạn. Khốn nạn. Này, tao quay sang mày. À tao quay thằng Duy Anh quay sang mày cả mày. Đừng để tao bế mày ra. Bế đi. Mày là mày thách tao. Rồi, đây nó bế mày lại thằng mày đi tiếp rồi. Yes. Trời nặng. Vãi thằng này nặng quá, béo phì à. Giờ tao có 51 cân mà, 51-52 mà. Nằm xuống. Hai mày không sức nữa. Thôi hết sức rồi. Đây. Đây. Mày nắm tay cầm lên xong mày kéo lên đấy là được. Mỏi quá. Mỏi quá. Những con người zombie đã leo trèo một hai tiếng thành cái hâm tinh quả bóng ấy. Sao có thể photoshop cái này vào thành năng hiểu mẹ missionary. Gián điệp cái gì này. Thằng này là Thằng này là tổ cộng. Run that back. Monday you my coffee and Tuesday you my